Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ơn sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta ai cũng thích sung sướng và sợ đau khổ. Tuy nhiên có những thứ đau khổ rất đáng kính trọng. Chính Đức Giêsu cũng chọn cách cứu chuộc loài người bằng con đường đau khổ của thập giá. Và Chúa cũng kêu mời chúng ta, ai muốn theo ta hãy vác thập giá mình mà theo. Chúng ta hãy dâng lên Chúa những đau khổ của chúng ta và xin Ngài giúp chúng ta biết thánh hóa đau khổ, biến đau khổ thành nguồn ơn thánh cho chúng ta và cho mọi người. Dâng thánh lễ, chúng ta hiệp ý với Hiệp hội Mến Thánh Giá, nhóm lòng thương xót và nhóm chia sẻ cầu cho các linh hồn. Dâng lời tạ ơn cầu cho các linh hồn Đa Minh, Maria, Giuse, Vicente, Gioan, Vinh Sơn. Lễ dỗ linh hồn Maria, Giuse, dỗ 7 năm linh hồn Giuse và tạ ơn Chúa kỷ niệm 1 năm hôn phối. Tôi thu nhận xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng con ca ngợi Chúa. Chúng con cảm tạ
cầu nguyện. Lời Chúa là đấng sáng tạo và điều khiển muôn loài, xin nhìn đến chúng con và cho chúng con biết tân tình thờ phượng Chúa, hầu luôn được cảm thấy rõ ràng lòng Chúa yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Cha là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Cha trong sự hiệp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah: Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, Thiên Chúa đã mở tai tôi mà tôi không cưỡng lại và cũng chẳng thối lui. Tôi đã đưa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu. Tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười và những người phỉ nhổ tôi. Vì Chúa nâng đỡ tôi nên tôi không hổ thẹn, nên tôi trơ mặt trai như đá. Tôi biết tôi sẽ không phải hổ thẹn. Đấng xét tôi vô tội ở gần tôi, ai còn tranh tụng với tôi được? Chúng ta hầu tòa, ai là kẻ thù địch của tôi? Hãy đến đây. Này đây Chúa là Thiên Chúa bênh đỡ tôi, ai dám kết tội tôi? Đó là lời Chúa.
Bài trích thơ của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, nếu ai nói mình có đức tin mà không hành động theo đức tin thì nào có ích gì? Đức tin như thế có thể cứu được nó ư? Nếu có anh chị em nào không cơm ăn áo mặc, mà có kẻ trong anh em lại bảo họ rằng: chúc anh chị em đi bình an và ăn no mặc ấm, mà anh em lại không cho họ những gì cần dùng cho thân xác, thì nào có ích gì? Về đức tin cũng vậy, nếu không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ. Nhưng có người sẽ nói: anh có đức tin, còn tôi có việc làm, và tôi sẽ lấy việc làm mà chỉ cho anh thấy đức tin của tôi. Đó là lời Chúa. Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cesare thuộc quyền Philippe. Dọc đường người hỏi các ông rằng: người ta bảo thầy là ai? Các ông đáp lại: thưa, là Gioan Tẩy Giả. Một số bảo là Elia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri. Bấy giờ người hỏi: còn các con bảo thầy là ai? Phêrô lên tiếng đáp: thầy là Đấng Kitô. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về người với ai cả, và người bắt đầu dạy các ông biết con người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi ngày thứ ba sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo người lui ra mà can trách người. Nhưng người quay lại nhìn các môn đệ và của trách Phêrô: Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa mà chỉ biết việc loài người. Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại và phán: ai muốn theo ta hãy từ bỏ mình, vác thập giá mà theo. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai chịu mất mạng sống mình vì ta và vì phúc âm thì sẽ cứu được mạng sống mình. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, cách đây ít năm, dư luận ở Tây Phương đã bàn tán khá sôi nổi về cuốn phim Cơn Cám Dỗ Cuối Cùng của Chúa Giêsu do giới điện ảnh Mỹ thực hiện. Nhiều người, từ giám mục tới giáo dân, từ tín hữu Công giáo tới Tin Lành chính thống, đã lên án sự trình bày sai lầm của cuốn phim về con người của Đức Giêsu. Người ta cực lực phản đối đoạn cuối của cuốn phim tả lại cảnh Chúa Giêsu hấp hối trên thập giá, bị ám ảnh bởi cơn cám dỗ cuối cùng là xuống khỏi thập giá, từ bỏ sứ mạng cứu thế để an phận với một cuộc đời gia đình bình thường cho đến chết. Nhìn lại 2000 năm lịch sử của giáo hội, đặc biệt là khi đối chiếu với bài tin mừng hôm nay,
chúng ta thấy hiện tượng như cuốn phim Cơn Cám Dỗ Cuối Cùng của Chúa Giêsu không có gì là lạ. Theo nghĩa là từ 2000 năm qua, bao nhiêu người đã tự ý trả lời cho câu hỏi Đức Kitô là ai? Người ta đã trả lời bằng bao nhiêu cuốn sách, bao nhiêu bài giảng, bao nhiêu cuốn phim, bao nhiêu bài hát. Mỗi người một cái nhìn, câu trả lời của dân chúng thì mơ hồ, hời hợt và ở bên ngoài lề của thực tại sâu thẳm. Người thì cho là Elia, người thì cho là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho Ngài là một tiên tri nào đó. Bẻ rối Ario ở thế kỷ thứ tư cho rằng Đức Kitô chỉ là một tạo vật, một con người bình thường, chứ không có bản tính Thiên Chúa. Nhưng mà trong các câu trả lời đó, rốt cục chỉ có câu trả lời của Phêrô là đúng sự thật: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Lời tuyên xưng này đã trở thành nền tảng cho niềm tin Kitô giáo. Thầy là Đức Kitô có nghĩa là Thầy là đấng thiên sai của Thiên Chúa sai đến để giải phóng dân Ngài. Nhưng mà dĩ nhiên trong cái nhìn của Phêrô cũng như của các môn đệ và của đa số dân Do Thái thời đó, thì đấng Kitô mà họ mong đợi có nhiều màu sắc chính trị và kinh tế. Họ không thể chấp nhận một Đức Kitô chịu thất bại hay phải chết một cách nhục nhã trên thập giá. Theo họ, Đức Kitô trước hết phải là vị lãnh đạo hướng dẫn dân chúng đứng lên lật đổ ách thống trị bạo tàn của đế quốc thực dân La Mã. Đức Kitô phải chiến thắng kẻ thù, phải đem lại cường thịnh cho đất nước. Đức Kitô phải lên ngôi vua và các môn đệ sẽ là các quan ở trong triều. Đức Kitô phải đem lại cơm no áo ấm cho dân chúng, giống như Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chính vì thế mà khi thấy Chúa Giêsu nói Ngài sẽ phải trải qua cuộc khổ nạn, phải chịu chết, thì Phêrô đã can gián Chúa: Thầy đừng có chịu như vậy. Thánh Phêrô tuyên xưng Thầy là Đức Kitô, thế nhưng không chấp nhận một Đức Kitô phải chịu khổ hình thập giá. Thế nên Giuđa đã bán Thầy, Phêrô đã chối Thầy, dân chúng và các môn đệ khác đã bỏ Thầy. Trước thái độ đó, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô là Satan. Phêrô đã mang tâm trạng của Satan, bởi vì Satan cũng đã từng cám dỗ Chúa bỏ con đường cứu thế bằng thập giá sau khi ăn chay 40 đêm ngày. Phêrô đã mang tâm trạng của Satan cũng giống như đoạn cuối của cuốn phim Cơn Cám Dỗ Cuối Cùng, đã cám dỗ Chúa xuống khỏi thập giá, từ bỏ con đường cứu thế. Có lẽ vào một ngày đẹp trời nào đó, Chúa Giêsu cũng sẽ hỏi chúng ta, hỏi từng người một: Còn con bảo ta là ai? Vậy thì giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Chúng ta theo đạo là chúng ta cũng tuyên xưng Đức Giêsu là đấng cứu thế. Và nếu chỉ có một Đức Kitô chịu đóng đinh, thì cũng vậy, người Kitô theo đạo không phải để được sung sướng hơn, giàu có hơn, ấm no hơn. Nhưng mà người Kitô chỉ có thể là người Kitô khi chúng ta vác lấy thập giá hàng ngày và đi theo Đức Kitô. Thế nhưng nhiều khi gặp thập giá trong đời, chúng ta cũng giống như các tông đồ xưa, cũng muốn chối Chúa, cũng muốn bỏ Chúa mà đi, vì chúng ta dường như cũng không muốn một Đức Kitô phải vác thánh giá. Và chính chúng ta cũng không muốn vác thánh giá, dù là thánh giá của mình. Người Kitô Việt Nam chúng ta đang hiểu được hơn ai hết thế nào là thập giá trong cuộc sống: thập giá của nghèo đói, thập giá của bệnh tật, thập giá của khổ đau, thập giá của bị phân biệt. Tin vào Đức Kitô thập giá là vác lấy thập giá của mình và hãy tiếp tục yêu thương, tin tưởng, tha thứ, mặc dù đời chúng ta có gặp toàn những hận thù, lừa đảo và phản bội. Với niềm tin đó, chúng ta hãy can đảm vác lấy thập giá của mình để tiến bước trong yêu thương với niềm xác tín: Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Tôi tin Kinh. Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất muôn vật nên.
tiên tri mà phán rằng: tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và công truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen. Anh chị em thân mến, Đức Kitô phải trải qua đau khổ rồi mới bước vào vinh quang. Nếu muốn được chia sẻ vinh quang với người, người Kitô hữu cũng phải đi qua con đường đó. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho chúng ta luôn vững bước theo người. Đời sống nào cũng có đầy dẫy những đau khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ, an ủi các vị mục tử trong hội thánh khi các ngài gặp đau khổ buồn phiền. Chúng ta dâng lời cầu nguyện: xin Chúa nhận lời chúng con. Đức Giêsu đã nói: ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thập giá của Chúa không làm cho người Kitô hữu ngã quỵ giữa đường đời, nhưng dần đưa họ đến cùng người. Chúng ta dâng lời cầu nguyện: xin Chúa nhận lời chúng con. Bản tính tự nhiên của con người là sợ gặp sự đau khổ. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biết vui lòng đón nhận thập giá Chúa gửi đến, cũng như không bao giờ trở nên thánh giá cho những người chung quanh. Chúng ta dâng lời cầu nguyện: xin Chúa. Lời Chúa, đường lối Chúa khác những suy nghĩ tầm thường của loài người chúng con. Vậy xin Chúa cho chúng con luôn khiêm tốn vâng theo thánh ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Lạy Chúa, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và thương nhân những lễ vật này, để hiến lễ mỗi người chúng con dâng mà tôn vinh danh thánh, giúp mọi người đạt tới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thần là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình anh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, bởi vậy trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa càng cao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng con đấng ngự trên nhân danh Chúa. Hoan hô Lạy Chúa, Chúa thần là Đấng Thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thưng ơi, sau bữa ăn tôi, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin. Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến,
cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Antôn chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Đa Minh, Maria, Giuse, Vicente, Gioan, Vinh Sơn, Maria và Giuse mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hiệp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. 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 Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ra sao, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lời Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Thank you.
Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Thank you.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hướng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong đời sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Cảm ơn Chúa.